chương trình học tập thể đang nhắc các bạn một số vấn đề như sau. Hiện tại chúng ta đang tham gia câu lạc bộ hè, nhưng rất nhiều bạn học sinh chúng ta chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh. Trên sân khấu bây giờ và trên sân trường bây giờ rất nhiều rác. Và bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ cho đội cờ đỏ đi làm việc từ trong hè luôn. Và nếu như phát hiện ra bạn học sinh nào vứt rác rửa bát không đúng nơi quy định, khi đi vệ sinh không đúng nơi quy định, thì bạn đó sẽ bị cảnh cáo và lớp đó sẽ bị trừ đi luôn. Tất cả học sinh toàn trường phải nhớ cho em. Đấy là điều thứ nhất. Việc thứ hai, khu vực trên sân khấu, tất cả các bạn học sinh lưu ý, bắt đầu từ hôm nay nghiêm cấm các bạn lên sân khấu để chơi. Tất cả học sinh toàn trường lưu ý, đặc biệt là các bạn trên lớp 1. Các bạn trên lớp 1 có nhớ chưa? Không được lên khu vực sân khấu để chơi. Các bạn lên, các bạn lên kìa. Anh biểu cho cô, các bạn làm hảo luôn. Nghĩa vậy cả vào khu vực bảng biểu của sân khấu. Nên tất cả các bạn ta không được lên sân khấu để chơi. Các con chơi ở sân rồi, sân trường rất rộng, sân ngoài vườn đông rất rộng. Các bạn, sân khấu này các bạn không được lên để chơi nhá. Và nếu như phát hiện ra bạn nào lên sân khấu này để chơi, thì bạn đó đã vi phạm nội quy. Việc thứ hai, các bạn bắt buộc lưu ý, các em không được trèo lên cái lan can ở hai bên hành lang này. Rất nhiều bạn là cứ đu lên trong trèo và cởi lượn qua sân khấu. Nghiêm cấm tuyệt đối các bạn trèo. Các bạn bắt buộc chúng ta nhớ chưa? Rồi, thứ nhất, không lên sân khấu để chơi. Thứ hai, không được trèo vào các lan can. Không được vứt rác rửa bát trên sân trường. Đấy là việc của tất cả học sinh toàn trường chúng ta phải làm. Chúng tôi yêu cầu tất cả các bạn lưu ý. Rồi ra cho hôm nay những bạn nào trong đội cờ, cờ đỏ, đội chống của đội cờ đỏ, cờ nhạc thì các bạn hãy tập trung và chúc cờ khu vực của lớp thứ hai để cô nhắc nhở các bạn, tất cả các bạn học sinh ta lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ là đứng tập thể. Hôm nay lớp 5A các bạn lên sân khấu các bạn muốn.